Sáng nay ngày 13 tháng 10, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị trực tuyến Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Hội nghị lần này, nhiều vấn đề nóng được cử tri và đại biểu đưa ra thảo luận. Nổi bật là việc gỡ nút thắt trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khôi phục kinh tế trong thời gian đến. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đưa ra kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp với giải pháp cụ thể như sau. Hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung. Xin làm rõ, có bao gồm các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp mà chủ đầu tư là các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp hay không? Đối với nội dung này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã giao cho Ban Quản lý khu công nghiệp và khu công nghệ cao nghiên cứu và dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân trong tháng 11. Cũng thông tin lại với anh Bình là yên tâm, đó là dự thảo cái đối tượng áp dụng thì bao gồm cả các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp mà chủ đầu tư là các nhà đầu tư tư nhân. Thì để cho anh Bình yên tâm là tất cả các doanh nghiệp thuê đất tại các khu công nghiệp, kể cả đất nhà nước và đất của tư nhân, đều công bằng như nhau ở một mức hỗ trợ. Cái băn khoăn, mong muốn và quan tâm nhất của cộng đồng kinh doanh du lịch là thành phố có lộ trình, kế hoạch gì để khôi phục các hoạt động du lịch của thành phố trong cả thời gian trước mắt, trong cả trung hạn và dài hạn. Khôi phục du lịch theo cái lộ trình dài hạn, chúng tôi sẽ dự kiến khôi phục du lịch theo cái phương châm là chủ động, thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cho cộng đồng và cho nhân viên phục vụ ngành du lịch. Trong giai đoạn ngắn hạn thì chúng tôi cũng đã vừa trình ủy ban xin ý kiến về hai phương án đón khách du lịch, thì chúng tôi cũng nhận định và theo cái quyết định mới của chính phủ về quy định tạm thời cho các hoạt động bình thường của thành phố, thì chúng tôi cũng dự kiến cái cấp độ để thực hiện được khôi phục các hoạt động du lịch này về cấp độ kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Cử tri cũng quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc trên địa bàn hiện nay, nhất là tình trạng ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực, cải cách thủ tục hành chính, quản lý các tỉa cây xanh, giải tỏa, di dời nhà tập thể xuống cấp, quản lý nhân hộ khẩu. Thành phố đã có chủ trương, kế hoạch thực hiện việc giải tỏa di dời các khu tập thể xuống cấp, nhưng tiến độ triển khai rất chậm. Phương án đền bù chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Đơn cử như có hai khu tập thể xuống cấp rất nghiêm trọng, đó là K15 Phạm Hồng Thái, xây dựng từ những năm 1959-60 của thế kỷ trước. Cái thứ hai là khu tập thể ngân hàng số 77 Nguyễn Thái Học, đối diện nhà hát Trưng Vương, nhà 5 tầng xây dựng hơn 50 năm rồi. Đối với khu K15 Phạm Hồng Thái và khu tập thể Nguyễn Thái Học ấy, những quy định để mình xử lý thì đã có. Tuy nhiên là vướng cơ bản nhất ở đây là sự đồng thuận người dân trong vấn đề là vấn đề đền bù. Một số người dân thì người ta yêu cầu chính là vấn đề là cho phép người ta bố trí tại định cư hoặc một số những cái mua nhà. Thì cái này không phù hợp với quy định, thì hiện tại đây là một trong những vấn đề mấu chốt để xử lý những khu này. Đồng thuận thì quan trọng nhưng mà nhà ăn sập cũng không chờ đồng thuận nên không nghe. Cứ phải suốt ngày cứ chờ sự đồng thuận như thế này để giải thích thế này thì tôi thấy là khá là nguy hiểm, nhất là qua mùa mưa bão thì chắc là các đồng chí lãnh đạo thành phố ở đây cũng ăn không ngon ngủ không yên vì những cái ngôi nhà tập thể xuống cấp như thế này. Thì tôi đề nghị là khẩn trương xử lý, nhất là các nhà cấp độ D. Và ngoài ra những các tôi thấy là một số khu tập thể, khu chung cư mà nó chưa đưa vào danh mục cấp C, cấp D này thì tôi cũng đề nghị là nghiên cứu sớm để có cái giải pháp xử lý cho nó phù hợp. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, để giải quyết các vướng mắc bất cập hiện nay trên địa bàn, thời gian đến thành phố sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương để tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp, nhất là về các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Mặc dù là chúng ta gặp khó khăn, nhưng công tác an sinh xã hội thì phải được đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để cái tình trạng cướp giật rồi các băng nhóm tội phạm ma túy hoành hành. Thì ngành công an thành phố thì cũng đã làm rất tốt trong thời gian qua, thì từ gian đến cuối năm thì cũng phải cần làm tốt hơn.
và đẩy nhanh các cái công trình giáo dục, y tế và các cái hoạt động thể dục thể thao, công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch xuất huyết trong cái mùa mưa bão này. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tinh thần làm việc quyết liệt, trách nhiệm của các cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ các vấn đề bức xúc mà cử tri đã phản ánh và thông tin đầy đủ kết quả xử lý để cử tri nắm tình hình. Những chủ trương chính sách của thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch, nhất là kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nhất là những vấn đề mà bức xúc kiến nghị mà thực ra chúng ta đã giải quyết nhưng chúng ta không thông tin một cách đầy đủ, nên bà con cũng, cử tri cũng có những cái vướng mắc, những cái băn khoăn nhất định, thì chúng ta cũng cần có cái cách thức để tăng cường thông tin đầy đủ hơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, hiện nay vấn đề đang được cử tri đặc biệt quan tâm là các biện pháp phòng chống dịch của thành phố. Chính vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần tiếp tục quán triệt 6 nguyên tắc theo chủ trương mới của chính phủ về phòng chống dịch, để sớm có kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội, nhất là xây dựng phân loại cấp độ dịch của các phường, xã, quyết tâm đưa thành phố Đà Nẵng trở về trạng thái bình thường mới.